mua vé đi, phim này mua vé đi. Rồi cho để ăn rồi. Bây giờ mày mua vé mày không mua mày đứng mày đi phim. Cho để ăn rồi thì giờ bao tôi coi phim đi chứ. Ăn được gì của mày? Ăn được gì của mày? Ăn quá trời đó. Ăn nổi tao chứ. Ăn cả triệu bạc. Uống được có ly sữa. Em không có ăn được cái gì hết á. Tao sinh nhật đãi được có ly sữa. Có gì cái ly sữa. Tại vì cái ly đó nó mát. Mắt mày chứ mắt nhiều mà mắt. Em không có ăn được cái gì hết á. Thì bây giờ đi đãi ta đi coi phim, thì bây giờ đi coi phim bắt ta bao nữa. Ủa? Chứ mày đi chơi mày sinh nhật mày đãi tao, mày đãi chọn gói chứ mày đãi cho mày đãi đồ ăn. Là em chưa có ăn gì hết. Đúng không? Mày nghĩ sao mày đãi đồ ăn? Nhưng mà tao đâu nói tao buồn ngủ rồi, tao muốn về, tao đâu có đi coi phim đâu, tự nhiên ngủ đâu. Ai thích mày đâu mà buồn ngủ. Bây giờ mày đãi sinh nhật là mày phải đãi cho hết chứ, tự nhiên mày đãi một nửa. Ai cũng sợ mập hết, chỉ mang cái vé không bao nhiêu tiền. Nãy giờ tới bao nhiêu lần là tôi chưa có vé bao nhiêu tiền mà tôi buồn ngủ, tôi kêu về cho tôi về tôi ngủ đi, bắt tôi đi coi phim chi rồi còn bắt luôn vé. Có thể mua hết á. Mà tại sao bây giờ mà mày không cho người ta được một cái vé? Mày đãi hẹn hả như vậy? Sinh nhật mày đãi một ly sữa mày coi được hết á. Tại sao vậy? Mày ăn ở dỗ sao cái mặt mày không bụng 1 triệu. Thôi vậy giờ tao mua vé cho tụi bay. Cái mặt mày đổ là do mày không có nhiều nhân sợp người ta. Tao mua vé cho tụi bay vô coi phim rồi tao đi về. Ví dụ mày thí dụ mày rộng lượng là bà cho mẹ cho da mày đẹp. Có một cái vé phim mà mày ghét người ta mày không đãi, mày cho người ta có một ly sữa mày mới xấu. Đúng rồi. Vậy tính ra tao đi coi phim. Mày nên người đi đất.